Hi friend, today I would like to share with you about topic about Bitcoin. What is Bitcoin and how does it work? Bitcoin is basically a computer file which stored in a digital wallet app on a smartphone or computer. People can send Bitcoin as part of one to your digital wallet, and you can send Bitcoin to other people. Every single transaction is recorded in a public list called a blockchain. Are Bitcoin legal? It illegal, it's legal to use Bitcoin in the United States. The payments are subject to the same taxes and report requirement as an other currency. There are no physical Bitcoin currency the way there are dollar, euro, or pound. Let you know that blockchain are used to keep track of digital Bitcoin. How do you earn Bitcoin? Depend on your short, medium, and long-term goal. It often has different benefits for your different method earning Bitcoin. Number one, earning Bitcoin with crypto internet account. Number two, get cash back in Bitcoin when you shop online. Number three, earn Bitcoin with affiliate marketing. Number four, get paid in Bitcoin. Number five, earn Bitcoin by trading or mining. Can Bitcoin be converted to cash? There are several possible ways to convert Bitcoin to cash and ultimately move it to a bank account. Sell Bitcoin on a cryptocurrency exchange, such as Coinbase or Kraken. This is an easy method if you want to sell Bitcoin and withdraw the resort card directly to bank account. Use a Bitcoin ATM. Is Bitcoin a good investment? Unfortunately, many companies do not recognize Bitcoin as a legitimate exchange. Cryptocurrency could be effective online currency exchange. However, buyer buy up its Bitcoin with intent investment, much as they would with stock. Some even think that Bitcoin is solid investment opportunity for retirement. How do you get Bitcoin for free? If you want to buy Bitcoin, go this way. Number one, earn Bitcoin by accept them as a minimum payment. Number two, earn free Bitcoin by complete start on website. Number three, earn Bitcoin from interest payment. Number four, earn Bitcoin from mining. Number five, earn Bitcoin by getting tip. Number six, earn Bitcoin through trading. Number seven, earn Bitcoin as a regular income. Are Bitcoin a money? Short answer, yes, Bitcoin is a money. Bitcoin is a money for internet. Bitcoin is a sensitive free decentralized electronic currency. Since its start 2009, Bitcoin has provided an alternative to traditional government issue money. No single government, corporation, or nation control Bitcoin. Can Bitcoin be hacked? As a blockchain constantly being reviewed by Bitcoin user, hacks are unlikely. On the other hand, though, the fact that Bitcoin itself is difficult to hack does not mean that it necessarily a safe investment. There does exist potential for security risk and various stress of the trading process. Why Bitcoin secure? Reason number one, Bitcoin is encrypted and secure. Bitcoin is encrypted and backed by with a special system called blockchain. And in doing so, they make sure that all personal information is kept hidden away from any spying eye. And that even if hackers do manage to get into the system, there's nothing of value to steal. Remember, surprise. Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề về Bitcoin. Bitcoin là gì và nó hoạt động như thế nào? Mỗi Bitcoin có thể có cơ bản là một tiếp máy tính được lưu trữ trong ứng dụng ví kỹ thuật số. Trên điện thoại thông minh hoặc máy tính, mọi người có thể gửi Bitcoin hoặc một phần của một đến vị kỹ số của bạn và bạn có thể gửi Bitcoin cho người khác. Mỗi giao dịch được ghi lại trong một danh sách công khai gọi là blockchain. Bitcoin có hợp pháp không? Việc sử dụng Bitcoin ở Hoa Kỳ là hợp pháp và thanh toán
toán phải chịu các loại thuế và yêu cầu các báo cáo giống như bất cứ loại tiền tệ nào khác. Không có đồng tiền Bitcoin vật lý nào theo cách có một đô la, euro, anh bảo anh. Để cái được gọi là blockchain được sử dụng để theo dõi sự tồn tại của Bitcoin. Làm thế nào bạn có thể kiếm được Bitcoin? Tùy thuộc vào các mục tiêu ngắn hạn, trung bình và dài hạn của bạn. Mỗi tùy chọn lợi thích khác nhau trong phương pháp kiếm Bitcoin ưa thích của bạn. Số 1. Kiếm Bitcoin bằng các khoản tiền điện tử. Số 2. Nhận tiền mặt bằng Bitcoin khi bạn mua sắm trực tuyến. Thứ 3. Kiếm Bitcoin với tiếp thị liên kết. Thứ 4. Được trả bằng Bitcoin. Thứ 5. Kiếm Bitcoin bằng cách giao dịch hoặc khai thác. Bitcoin có thể được chuyển đổi thành tiền mặt không? Có một số cách có thể chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt và cuối cùng chuyển nó sang tài khoản ngân hàng. Bán Bitcoin trên một sàn giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như Coinbase hoặc Kraken. Đây là phương pháp dễ nhất nếu bạn muốn bán Bitcoin và rút tiền mặt trực tiếp vào tài khoản ngân hàng. Sử dụng ATM Bitcoin. Bitcoin có phải là một khoản đầu tư tốt? Thật không may nhiều công ty công nhận Bitcoin là một trao đổi hợp pháp. Tiền điện tử có thể là một trao đổi tiền trực tuyến có hiệu quả. Tuy nhiên, người mua Bitcoin mới mục đích đầu tư nhiều như họ làm nhiều cổ phiếu. Một số người thậm chí nghĩ rằng Bitcoin là một cơ hội đầu tư vững chắc cho người yêu. Bitcoin có nhận được Bitcoin miễn phí không? Nếu bạn muốn mua Bitcoin, hãy đi theo cách này. Số 1. Kiếm Bitcoin bằng cách chấp nhận chúng như một phương tiện thanh toán. Số 2. Kiếm Bitcoin miễn phí bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trên bảng web. Số 3. Kiếm Bitcoin từ các khoản thanh toán tài suất percent. Thứ 4. Kiếm Bitcoin từ khai thác. Thứ 5. Kiếm Bitcoin bằng cách nhận tiền BOA. Thứ 6. Kiếm Bitcoin thông qua giao dịch. Số 7. Kiếm Bitcoin như một thu nhập đều đặn. Bitcoin có phải là tiền không? Câu trả lời ngắn gọn, có. Bitcoin là tiền. Bitcoin là tiền cho Internet. Bitcoin là một tiền điện tử khi tập trung kiểm duyệt. Kể từ khi bắt đầu vào năm 2009, Bitcoin đã cung cấp một sự thay thế cho tiền do chính phủ truyền thống phát hành. Không một chính phủ, công ty hay quốc gia nào kiểm soát Bitcoin. Bitcoin có thể bị hack không? Vì blockchain liên tục được xem xét bởi người dùng Bitcoin, việc hack là một không thể xảy ra. Mặt khác, mặc dù việc Bitcoin rất khó bị hack, không có nghĩa là nó nhất thiết phải là một khoản đầu tư an toàn. Tồn tại tiềm năng rủi ro bảo mật ở các giai đoạn khác nhau của quy trình giao dịch. Tại sao Bitcoin là an toàn? Lý do số 1, Bitcoin được mã hóa và bảo mật. Bitcoin được mã hóa và được hỗ trợ với một hệ thống đặc biệt gọi là blockchain. Và khi làm việc như vậy, họ đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân được giấu đi khỏi mọi con mắt gián điệp. Và ngay cả khi tin tặc có thể xâm nhập vào hệ thống, không có gì đáng kể đánh cắp. Cảm ơn, nhớ subscribe.